đồng cho RX5. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết bản STD của MG RX5 được giảm 140 triệu đồng. Một lô hàng mới hạ giá còn 599 triệu đồng. Trong khi đó bản Lux cao cấp được giảm 180 triệu đồng. Nhưng thuộc lô cũ hạ còn 649 triệu đồng. MG RX5 nằm ở phân khúc SUV cỡ C.